Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Và trong video của ngày hôm nay thì Bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao các bạn lấy được một chiếc code của Gear Fork Now nhá. Chiếc code đây này. Đây, chiếc code của bên đội ngũ vận hành Sinpack. Vì cái code này có giá trị đâu đấy là Mora, sách này và những cái phần quà như này. Thì đầu tiên nếu các bạn nào mà không hứng thú với code này, các bạn có thể out ra luôn từ đây. Còn nếu những bạn nào mà có hứng thú với cả những cái phần quà như thế này thì các bạn hãy cùng xem hướng dẫn cách lấy ở sau video. Và trước khi vào video thì nhờ các bạn ấn thêm vào nút like này, cũng như là kéo xuống một chút thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Giờ thì intro nào. Đầu tiên này, để có được chiếc code như thế này của Justin Impact ấy, thì các bạn sẽ phải có một cái tài khoản của Game Hub, của StarHub, tức là của cái phần mềm nền tảng đám mây chính thức của Justin Impact trên toàn thế giới, đó là Gear Fork Now. Và các bạn phải có tài khoản đấy và đã đăng ký cái gói Premium nhá. Cái gói đấy chứa trị giá đâu đấy là khoảng tầm 10 đô la Sinh, tức là khoảng 335.000 tiền Việt Nam đồng. Đấy là cái điều kiện tiên quyết để các bạn có thể là sở hữu được cái code như thế này. Ngoài ra thì có những cách khác để các bạn có thể là lách luật, các bạn chơi miễn phí. Thì Bảy tôi cũng đã search thử ở bên trên này rồi, thì cũng có rất là nhiều những cái tài khoản để cho các bạn chơi trải nghiệm con tài khoản premium miễn phí. Nhưng mà cái này nó hoàn toàn là, thứ nhất, không an toàn này cho các bạn này, cho máy tính của các bạn, cho điện thoại của các bạn hay là vân vân và mây mây. Thứ hai nữa là khi mà Gear Fork Now nó gửi cho các bạn cái code đó, cái mã code này, thì nó sẽ về cái tài khoản của cái email này. Và lúc đấy đi, không biết các bạn đã có thể đăng nhập cái tài khoản này trên Gmail để lấy code hay không, hay là lại bị mất cái code đấy. Vì vậy nên là tôi sẽ không khuyến khích các bạn làm theo cách mà lậu tràn lan như thế này nhá. Mặc dù cách này thì cũng có một vài người đang sử dụng và đang áp dụng đấy, thế nhưng mà nó sẽ rất khó để các bạn có thể lấy được cái code từ trong Gmail đấy. Bởi vì các bạn biết đấy, cái Gmail với cái tài khoản này nó chỉ là để đăng nhập vào cái tài khoản Gear Fork Now mà thôi. Nó không phải là cái để các bạn đăng nhập luôn vào Google nha. Nên anh em lưu ý một chút xíu, đấy là sự khác biệt. Vì vậy nên là cái điều kiện tiên quyết đã nói xong rồi, là có một cái tài khoản Gear Fork Now đã đăng ký gói Premium ít nhất là 1 tháng. Thì hôm trước trong một cái buổi live stream này tôi cũng đã hỏi các bạn ở trên kênh chat rồi, đó là với cái code như thế này các bạn có muốn lấy không. Và đây, những bạn nào mà chơi Gear Fork Now đang chơi từng tháng một và trả tiền đấy, thì cũng có rất là nhiều bạn muốn tôi làm về cái code này. Vậy thì chúng ta mới có video ngày hôm nay nhá. Sau khi mà các bạn đã đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào trong Gear Fork Now nhá, thì tốt nhất là các bạn cứ tải hẳn về một cái ứng dụng Gear Fork Now như này này. Đó. Sau đó các bạn ấn Play Genshin luôn, tức là ấn chơi Genshin luôn. Và chỉ cần các bạn đăng nhập thành công vào Genshin Impact qua cái nền tảng của Gear Fork Now, tức là các bạn không cần phải tải gì nữa, chỉ cần đăng nhập là xong ấy. Sau khi các bạn đăng nhập vào game nhá, vào chạy một lúc đâu đấy khoảng tầm 1 cho đến 30 giây, từ 30 giây đến 1 phút ấy, thì các bạn sẽ out ra. Và trong đúng ngày hôm đấy thôi, các bạn cũng sẽ nhận được một cái email, nó kiểu như này, của bên Game Hub họ gửi nhá. Thì cái email này nó họ sẽ ghi là lấy cái phần thưởng của bạn, và họ sẽ gửi cho các bạn một cái code như thế này và một cái đường link để các bạn nhập code. Đây, các bạn ở đây mở code này. Cái đường link này là của Justin Impact nhập code thôi mà. Đó, thì các bạn nhập cái code này vào đây. Và tôi cũng đã thử lấy code này, tôi xem là có dùng được nhiều lần hay không. Thì cái code này nó không dùng được nhiều lần, nó chỉ dùng được đúng một lần trong một tài khoản của tôi mà thôi. Nên là các bạn có copy cũng không copy được đâu nha. Đấy, thì sau khi mà có code rồi thì các bạn chỉ nhập vào cái này là xong. Chúng ta đã có cái phần thưởng của các bạn ở trong game rồi. Nó chính là cái bức thư đây, nó chính là cái này. Đấy, nó thật ra rất là đơn giản, rất là basic, nó chả có gì khó khăn cả. Vì vậy nên là các bạn cứ trải nghiệm, cứ chơi Genshin Impact qua Cloud, rồi là vào cái tài khoản Gmail của các bạn đăng ký bên Genshin Cloud đấy. Đấy, bên Genshin Cloud đấy, để các bạn có thể lấy cái chiếc code đấy. Và sau khi lấy code đấy xong, các bạn nhập code và nhận phần thưởng của mình. Rất là đơn giản, nó chỉ có cái bước đó là các bạn có tạo được tài khoản và có thể là đăng ký cái gói là 10 đô la Sinh một tháng hay không. Các bạn hoàn toàn có thể hủy được nhé sau khi đăng ký nhé. Nên là các bạn có thể chơi cái trick đó là mình đăng ký xong này, mình lấy code mình vào Genshin nhé, mình chơi mình lấy code xong mình hủy đăng ký luôn thì cũng được. Thế nhưng mà các bạn hủy đăng ký nó không hoàn lại tiền đâu nhá, thì các bạn vẫn sẽ mất 10 đô la Sinh. Ok, trên đây là hướng dẫn của Bảy tôi để các bạn có thể nhận chiếc code của Gear Fork Now. Và vẫn giữ đúng như lời hứa thôi, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một chiếc code nào dành cho các bạn cả. Bất kỳ cái code nào liên quan đến Genshin thì tôi sẽ đều cập nhật nhanh nhất, sớm nhất đến với các bạn. Vì vậy nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ nó đến bạn bè của mình, với những bạn bè mà đang chơi bằng nền tảng đám mây đấy. Giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.